Hello, chào cả nhà. Hôm nay mình sẽ nói về một vấn đề mà vài ngày trở lại đây trên TikTok rầm rộ một YouTuber mà phát cơm các bạn. Thì được cộng đồng mạng lên án rất là dữ dội luôn. Thì YouTuber này phát cơm và chia sẻ những hình ảnh cũng như là lời nói cầm loa mà phát quang quang như là người mập. Không phát cơm, người sơ móng tay móng chân không phát cơm, bụi đời không phát cơm và không có ý thức cũng không phát cơm. Cái này là mình từ thiện, người ta nói là của cho không bằng cách cho. Mình cho người ta là để mình cái việc thiện nguyện mình cho là cho bằng cái tâm, chứ không phải là ở đây mà so sánh đem ra cái mà sơ móng tay móng chân gì đó mà không phát cơm là không có đúng. Mình đã làm từ thiện rồi thì cho dù như thế nào, người ta như thế nào nữa, mình cũng phải cho người ta. Không ai mà dửng dưng đi xin một hộp cơm của mình đâu. Nếu mà người ta giàu thì người ta không bao giờ là đi tới để mà xin một hộp cơm để mà ăn. YouTuber này còn nói có một chú kia mập, ông ăn cái gì mà ông mập chứ gì, nghèo sao mà mập chứ gì. Ủa, chẳng lẽ người người nghèo không được mập sao? YouTuber này tôi không hiểu thế nào, chắc có lẽ là YouTuber này câu like. Đã là mình làm từ thiện rồi thì cái việc phát cơm là mình cho bằng cái tâm, chứ không phải là ở đây mà phát cơm xong dùng cái loa mà ghi lại những hình ảnh đem lên mạng xã hội. Thì song song bên cạnh đó thì YouTuber này cũng được cộng đồng mạng chia sẻ rất là nhiều trên TikTok. Mình cũng không hiểu sao mà YouTuber này lại làm như vậy luôn. Đã cho người ta rồi mình phát cơm từ thiện là mình cho ai đến mình cũng cho. Chẳng lẽ người ta giàu người ta đi đi xin một hộp cơm của mình ăn sao? Cho dù người ta sơn móng chân đi nữa thì cái chai sơn móng chân đó có bao nhiêu tiền cũng là tiền của người ta thôi, có đáng là bao đâu. YouTuber này, cái dàn thanh niên này cũng nói lên được cũng hay. Thì như các bạn đã biết á, trong những ngày gần đây á, YouTuber này được cộng đồng mạng chia sẻ rất là nhiều trên TikTok. Tự nhiên nói người ta mập, nghèo mà ăn cái gì mập. Nghèo là không được quyền mập đó các bạn. Nghèo là chỉ ốm thôi. Mà người ta nghèo, người ta mập thì kệ người ta, liên quan gì. Rồi giang hồ, bụi đời cũng không phát cơm. Mình cũng không hiểu tại sao luôn. Nếu mà người ta giang hồ hoặc mình quên nữa, những người không có ý thức cũng không phát cơm. Nếu mà ai cũng có ý thức hết trơn thì người ta đã làm giàu rồi, chứ ở đó không phải là người ta đi làm bụi đời giang hồ. Cái cuộc sống mọi người có một cái khác, một cái hoàn cảnh khác nhau, đâu có ai giống ai đâu. Mình phát cơm từ thiện á thì mình cho bằng cái tâm, của cho không bằng cách cho người ta mà nói như vậy á thì gọi là gì là từ thiện nữa. Mình cũng không hiểu cái thanh niên này chia sẻ như vậy để làm gì. Phát cơm mà câu view câu like cái này, mình nói chẳng thà dẹp dẹp mẹ luôn đi. Mình coi mình cảm thấy bức xúc.
dùng hình ảnh của người ta cho một hộp cơm mà lấy hình ảnh người ta chia sẻ lên nói này nói kia, cầm loa phát như còn hơn là cái gì nữa. Cho có một hộp cơm, một chai nước gì đó. Ai cũng có ý thức hết trơn các bạn. Ai cũng có ý thức và có cái tánh tự ái và chứ không ai mà muốn xòe tay đi xin một hộp cơm đâu. Cũng do cái hoàn cảnh này nọ người ta mới đến để người ta xin một hộp cơm. Mình đã cho rồi thì mình nói làm sao cho mà vừa lòng người ta, vậy mới gọi là từ thiện, chứ không phải là mình cho mà mình bắt người ta cảm ơn hay này nọ. Cái đó là cũng không đúng. Thì song song á, bên cạnh đó thì cái anh mà YouTuber đó đó, tức là anh YouTuber mà đi phát cơm từ thiện á, nói cái câu như vậy này nè. Cái gì? À, xin cơm xong cũng phải cảm ơn, bắt buộc phải cảm ơn một tiếng. Mình cũng không hiểu luôn. Thì nói cảm ơn thì cũng đúng đi, nhưng mà người ta không cảm ơn á, cũng nói, mà cầm loa nói nữa chứ. Người ta phát cơm từ thiện, người ta cho bằng cái tâm. Đã mình làm thiện nguyện rồi thì mình cho bằng cái tâm, chứ không phải là ở đó mà phát lo vênh vang rồi quay hình ảnh người ta để câu view câu like. Cái đó còn gọi là gì là từ thiện nữa. Mình hy vọng rằng các bạn xem được cái video này, chia sẻ thật là nhiều để cho YouTuber đó biết được để mình sửa chữa. Mình làm từ thiện thì mình làm bằng cái tâm, chứ không phải làm bằng cái miệng quên quang nói là mập, ăn cái gì mà nghèo mà sao mà ăn cái gì mà mập quá vậy, cũng không phát cơm. Người ta sơn móng chân cũng không phát cơm, gì bụi đời cũng không phát cơm, không có ý thức cũng không phát cơm. Mình nói thiệt, mình cũng thấy người ta từ thiện cũng rất là nhiều, chứ không phải là không có. Ở bệnh viện cũng rất là nhiều người mà người ta đem cơm cho, nhưng người ta có khi nào người ta đem cái máy quay là cái này cái kia để mà cái lo hay là cái kia để mà nói quên 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 vang. Người ta phát, người ta âm thầm người ta phát, ai cũng người ta cho hết trơn. Mình nói thiệt, không tin các bạn lại mấy cái bệnh viện ở gần nhà mình kìa, người ta cho cơm, kể cả người giàu người ta đi nuôi bệnh, kể cả người giàu người ta cũng xuống là xin cơm. Nhưng mà có khi nào người ta nói cái này có nói cái kia đâu. Đã người ta làm từ thiện rồi, người ta cho bằng cái tâm cho đi để mà người ta hưởng cái phúc sau này, người ta làm thiện nguyện. Chứ không phải là như thanh niên này gì đâu mà cho cơm mà phát lo vênh vang rồi dùng hình ảnh ảnh người ta chia sẻ tùm lum tùm la, vì người người mập người gì sư móng tay móng chân không có ý thức giang hồ bụi đời gì cũng không cho. Nếu mà không cho như vậy thì ghi mẹ nó một cái miếng giấy chỗ mà mình phát cơm. Ông này mập quá tôi không cho vậy đó, ghi mẹ nó để người ta biết, người ta không lại ăn xin. Con người ai cũng có lòng tự trọng, chứ không phải là ví dụ người ta xếp hàng xong xuôi rồi anh cầm loa nói gì người ta cũng tự ái chứ. Con người mà ai cũng có lòng tự trọng, cũng tự ái, đâu phải là con thú con vật gì đâu. Thú con vật nó còn không biết tự ái nữa. Mình chỉ chia sẻ bao nhiêu thôi. Chúc bạn xem video vui vẻ. Đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất. Cảm ơn các bạn.